Xin chào cả nhà, mình là Hợp và hôm nay mình sẽ đem đến cho anh em một chiếc đồng hồ khá là cảm xúc và thú vị. Đây là một huyền thoại của Omega, nó là một chiếc Omega Moonwatch và đây là bản mới nhất với bộ máy là 3861. Caliber 3861 của Omega đã có rất là nhiều cải tiến và ngoài ra thì kiểu dáng và thiết kế design của chiếc này cũng được trau chuốt và làm lại mới với nhiều điểm. Phải nói là mình phải công nhận là rất là đáng tiền. Thì mình sẽ cùng mở ra chiếc này và cùng phân tích với anh em những cái điểm khác biệt là gì. Nếu như anh em đã quá quen thuộc với cái thiết kế của dòng Moonwatch thì anh em có thể biết là đi kèm với dòng này luôn có một cái hộp rất là khủng. Chúng ta sẽ có một cái thư của Omega, thư này còn chưa bóc. Cái này thì chắc là một cái thư cảm ơn hay gì đó, mình để tạm ra đã. Đây thì mình sẽ có một cái hộp đặc trưng của dòng Moonwatch. Ở dưới này thì chúng ta sẽ có một cái sổ Legendary Moonwatch. Thì ở đây thì các bạn sẽ thấy đầy đủ những cái thông tin về dòng Moonwatch này. Và các bạn có thể thấy là bên cạnh quyển sổ này thì còn được sơn một cái màu đỏ nữa để chúng ta thấy là nó trang trọng như nào. Đó. Các bạn có thể thấy ở đây là các cái mốc của Apollo này, những phiên bản là limited sử dụng những logo của những chiếc Apollo đều có đây hết. Đó, cái này là đặc quyền dành cho anh em nào mua những cái sản phẩm Moonwatch thì chúng ta sẽ đọc thêm về cái này. Đây là ấn bản mà đi kèm được lắp ở dưới này các bạn nhé. Đó, chúng ta chỉ cần kéo ra thôi là được. Ngoài ra thì nó sẽ còn là sổ hướng dẫn sử dụng và chúng ta sẽ còn hai cái nữa. Multi-purpose microfiber policing cloth. Cái này là nó sẽ tặng kèm cho các bạn một cái khăn microfiber của Omega để lau, có size là 17.5 cm x 12.5 cm. Cái này còn nguyên seal, mình chưa bóc. Sản phẩm này của mình thì nó chỉ khác mới một chút là các bạn vào hãng mua là mới, còn đâu là cái sản phẩm này thì mình mang ra ngoài rồi thì nó là 99,99%. Chúng ta sẽ có 3 thẻ đi kèm chiếc đồng hồ này. Một thẻ pictogram, một thẻ master chronometer và một thẻ là international warranty. Thì chúng ta sẽ thêm cái thẻ international warranty trước. Chiếc này được mua vào ngày 17 tháng 11 năm 2021 và hiện tại nó đã về đến Việt Nam. Cái này được mua tại boutique của Omega Watch của Trung Quốc. Đó, và các bạn có thể thấy là cái mã của nó là 310.30.42.50.01.002 cùng với serial number đầy đủ đó. Và với thẻ pictogram thì chúng ta sẽ biết được là chiếc này sẽ được bảo hành toàn cầu bao nhiêu. Các bạn có thể thấy đây là thẻ pictogram thì nó sử dụng caliber là 3861 đó. Và chiếc này thì thông tin bảo hành toàn cầu ở đây là 5 năm warranty, tức là các bạn sẽ được bảo hành đến tận 2026, rất là dài. Và vừa mang về Việt Nam thì nó chỉ mất có mười mấy ngày thôi các bạn nhé. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có một cái thẻ là Master Chronometer. Vâng, không sai đâu các bạn ạ. Các bạn đã có một chiếc Moonwatch có bộ máy siêu chính xác và đạt chuẩn Master Chronometer được cấp bởi METAS. Và cái thẻ này có đầy đủ kể cả những cái chip để các bạn có thể là refer, các bạn có thể là accept code ở đây. Đó, thì các bạn sẽ làm theo cái đăng ký ở phía sau thẻ này là chúng ta sẽ thấy ngay. Nói chung là đây là một chiếc mới 99,99%. Để mở này ra thì chúng ta sẽ có hai cái khóa bằng dây ở hai bên. Hộp của Moonwatch thì luôn luôn được thiết kế nó thô ráp và độc đáo như vậy, rất là đẹp. Các bạn mở ra, phía trong thì chúng ta đã có một cái khăn để lên trên rồi. Và đây là chiếc Omega Speedmaster Moonwatch mới nhất. Ở đây là các bạn sẽ có 1, 2, 3, 4, 5, 5 mắt thừa lận. Vậy thì tay của cái người chủ này khá là bé. Mẫu này thì đang được Omega phân phối với cái mức giá là 7.100 euro. Nếu mà các bạn nhân ra tiền Việt thì nó sẽ loanh quanh đâu đó khoảng 195 triệu tiền Việt Nam. Đó, chiếc này của mình là một chiếc siêu lướt mới 99,99%. Thì với chiếc này thì bên mình có cái mức giá giao lưu với anh em rất là tốt là 169 triệu. Thì chiếc Moonwatch này thì nó vẫn là một chiếc có cái độc đáo của dòng Speedmaster Moonwatch, đó là chúng ta vẫn có bộ máy có tay
đó, và nhưng mà bộ máy có tay của nó là hoàn toàn mới 3861. Với một chiếc Moonwatch thì các bạn có thể nhìn thấy cái kiểu dáng nó rất là đặc trưng. Tuy nhiên trên chiếc này thì nó sẽ có những cái điểm khác biệt mới như sau. Đầu tiên là cái phần thân của chúng ta, thì cái phần thân này, phần càng này thì đã được họ chuốt gọn hơn và làm cho cái phần lắc này, đầu lắc này nó sẽ nhỏ hơn, và theo đó thì các bạn có thể thấy ngay là được làm ngắn hơn để chúng ta có thể dễ đeo hơn. Chiếc này có size là 42 mm nhưng tay các bạn chỉ cần 16 cm là chúng ta đeo thoải mái rồi, rất là đẹp. Và ngoài ra thì cái sợi dây này mới này, các bạn nhìn cái sợi dây này nhìn rất là yêu luôn. Sợi dây được làm với những cái mắt nhỏ, làm hình bầu dục, và sợi dây này thì phải nói là nó 19-10 với cái Jubilee của Omega, của Rolex. Các bạn có thể thấy là cái dây này thì nó làm giúp cho chúng ta là đeo ôm tay rất là đã, và nó có tất cả các bề mặt tròn để chúng ta không cảm thấy gai khi mà chúng ta đeo, đem đến cho chúng ta một cái cảm giác đeo cực kỳ tuyệt vời. Mặt dial thì vẫn là cái thiết kế đặc trưng của dòng Speedmaster Moonwatch với mặt dial đen đen sần, và chúng ta sẽ có những cái chi tiết được làm với màu trắng và những chi tiết lum ở trên bề mặt. Chúng ta có logo Omega Speedmaster Professional góc 12 giờ, và chúng ta có 3 sub dial nhỏ được bố trí theo hình chữ V. Trong đó góc 9 giờ của chúng ta thì sẽ là kim giây small second, còn góc 3 giờ và góc 6 giờ của chúng ta thì sẽ là chronograph foot và chronograph giờ. Phía ngoài thì chúng ta sẽ có một cái niềng, và niềng tachymeter của chiếc này thì là một niềng được làm bằng alu và sau đó được sơn đen. Và các bạn có thể thấy ngay là cái dòng chữ tachymeter ở phía trong. Đó. Đây là một cái thiết kế mà xuyên suốt bao nhiêu năm của Moonwatch, cho nên là sẽ có nhiều bạn bảo là tại sao tầm tiền này lại không có ceramic. Nhưng mà đây là cái truyền thống của dòng Moonwatch, và Omega không muốn làm ceramic đó, để cho chúng ta có một cái gì đó là vintage từ trước đến nay của dòng Moonwatch. Ngoài ra thì kính của trên chiếc này là kính sapphire, là glass box, và nó ở mặt trong thì nó được làm cong. Và Omega có sản xuất riêng một bản là sử dụng kính Hesalit. Thì nếu như anh em nào mà thích những cái dòng mà Moonwatch thuần thì họ sẽ sử dụng kính Hesalit để có thể thấy được cái cầu vồng của cái kính Hesalit nó đem lại cho chúng ta. Và với kính Hesalit thì nó sẽ chống được cái áp lực nó tốt hơn so với kính Sapphire này. Như các bạn thấy, kính Sapphire này là một sự phát triển theo nhu cầu của người dùng đó, mà Omega đã sản xuất ra. Đó. Ở phía sau thì chúng ta sẽ có bộ máy, đó là bộ máy 3861. Thì trên bộ máy 3861 này, điểm đầu tiên mà khác biệt đó là đã có chuẩn Master Chronometer siêu chính xác của Omega. Và như các bạn thấy ở đây, cái balance wheel của nó được làm rất là to. Bộ máy này có 26 chân kính, có 21.600 tần số động, và các bạn sẽ có 50 giờ tích cóp. Ngoài ra thì nó sẽ có những cái công nghệ mới của Omega ở trong này, như là chống nhiễm từ 15.000 Gauss, và chúng ta sẽ có là coaxial master chronometer rất là đã luôn. Và các bạn nhìn thấy bộ máy này được phủ rhodium, cho nên là chúng ta thấy cái bộ máy nó sáng bóng và cực kỳ đẹp đó, rất là tuyệt vời luôn. Phải nói là bộ máy phải nói là cực đỉnh luôn đó. Và các bạn có thể thấy ở đây là coaxial này đó, với một dòng sản phẩm của Moonwatch mà chúng ta có cái một bộ máy mới hoàn toàn. Và bộ máy này là được lắp trên chiếc này, là lần đầu tiên được giới thiệu trên chiếc này luôn các bạn nhé. Tiếp theo thì mình sẽ có một cái bộ khóa mới. Các bạn có thể nhìn thấy phần dây và khóa được Omega làm rất là trau chuốt. Các bạn nhìn cái khóa này, cái khóa của nó sẽ có những cái đường sọc, và nó sẽ có cái bề mặt là satin brass, tức là trải tia, nó là trải phay xước mà mịn như là lụa satin, cho nên là các bạn sờ cảm giác nó rất là mướt. Và chúng ta sẽ có một cái logo Omega ở phía trên này đó, và hai bên thì chúng ta sẽ có hai cái núm để chúng ta tóm vào. Cái khóa đời mới này làm gọn hơn rất là nhiều so với cái khóa đời cũ. Khóa đời cũ là một trong những cái yếu điểm của dòng Moonwatch, và cái khóa đời mới này thì đã thay thế hoàn toàn luôn. Với cái thiết kế này thì mình thấy khá là giống cái dây President của Rolex, cũng như là cái khóa kiểu Oyster, nhưng mà nó làm nhỏ gọn rất là nhiều. Nói chung là đây là một cái sự bổ sung và một cái sự thay đổi mà mình thấy nó rất là tuyệt vời cho cái dòng Moonwatch này, một trong những cái dòng iconic biểu tượng của Omega. Thì với cái dây và cái cách mà thay đổi lắc dây và khóa thì nó sẽ phù hợp với hơn với những người anh em mà tay bé, và nó sẽ càng đem chiếc Moonwatch của chúng ta đến được với nhiều khách hàng hơn. Đây là một cái sự thay đổi mà rất là đáng nói của Omega.
khi các bạn lên tay thì chiếc này thì nó vẫn đem đến cho chúng ta một cái cảm giác classic vintage mà từ trước đến giờ. Có điều là chúng ta sẽ thấy là nó sẽ ôm tay hơn. Các bạn có thể thấy là những cái càng này khi mà được Omega thiết kế lại thì khi mà đeo vào thì nó sẽ cảm giác nó ôm thít lấy tay của chúng ta và nó rất là đẹp. Đó. Chiếc này thì bên mình đang sẵn tình trạng như mình có nói với anh em và có cái mức giá là 169 triệu. Nếu như anh em nào có nhu cầu về chiếc Omega Speedmaster Moonwatch Professional sử dụng bộ máy 3861 đời mới này thì có thể để liên hệ bên mình theo thông tin bên dưới video. Cảm ơn anh em rất là nhiều đã theo dõi video và xin hẹn gặp lại anh em trong video tiếp theo của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.